trước coi nó ok hay không. Đó. Còn cái kẹo khung cũng xong nha các em. Rồi tiếp tục sang một cái checkbox bằng cấp. Đây là bằng cấp. Cái checkbox này là cho chúng ta là có thể chọn nhiều. Thì ở đây chúng ta sẽ chèn một cái checkbox insert form checkbox. À, như là để ý nhìn vô đây người ta yêu cầu gì nhé. Anh văn tin học. Cái value ví dụ như là anh văn là AV chẳng hạn, cái giá trị. Đó. Rồi tương tự các em hãy copy này ra luôn cho nhanh, cần chung C chung V như đây tin học, tin học này anh văn nha em. Rồi cái này là ví dụ như là TH. Rồi còn cái chữ mà anh văn thì các em sẽ gõ ở đầu, ví dụ như anh văn để coi vô đề người ta gõ ở đầu hay ở cuối. Rồi đây, người ta gõ ở cuối nha, vậy là mình gõ cái này ở cuối. Đó. Rồi mình gõ cái này tin học. Rồi các em để ý là mỗi một cái này nó sẽ có một cái input nha. Để ý mỗi cái này nó sẽ có cái input nè. Còn lưu ý cái dấu này là khoảng trống, một khoảng trống ha. Đó. Các em để ý nhìn kỹ lại nè, nhiều khi các em nhìn thấy nó dối quá thì các em để ý ở đây nè, đây là cái thẻ nè TD nè. Đó. Đây là cái thẻ TD. Đó. Trong thẻ TD mình sẽ có hai cái thẻ input là checkbox cái value. Đó, nhìn kỹ lại các em để ý không. Đó. Cái này cũng vậy, nếu mà để cho dễ nhìn á thì các em lưu ý trong quá để cho dễ nhìn trong quá trình chúng ta viết code á, thì chúng ta phải enter xuống để cho dễ nhìn, ví dụ như ở đây cũng vậy nè, em sắp xếp như vậy thì các em sẽ dễ nhìn hơn, đỡ bị dối nha. Cái chữ nữ này có thể nó xuống đây đi, nhớ là cái những cái việc mà enter ở trong đây nó không có ý nghĩa gì hết. À, nó thật ra nó thông qua các thẻ hay là các câu lệnh của HTML thôi. Chú ý nha. Cái này chỉ là khoảng trống để cho mình dễ nhìn thôi. Rồi, mình thử bấm Ctrl+S mình chạy thử.